Ngày nay, danh sách các vị vua của người Sumer hay danh sách các Sumerian vẫn là một trong những văn bản cổ gây tranh cãi nhất từng được phát hiện trong lịch sử, được phát hiện qua nhiều năm bởi các học giả ở nhiều vùng của Lưỡng Hà cổ đại, được xem là bản thảo duy nhất giải thích về quá khứ xa xôi của hành tinh chúng ta, từng được cai trị bởi 8 vị vua bí ẩn trong khoảng thời gian 241.000 năm. Bản thảo nói rằng những người cai trị này từ trời xuống. Danh sách các vị vua Sumer kể một câu chuyện tuyệt vời mà nhiều người thấy khó có thể tin. Sau khi hoàng gia từ trời bay xuống và họ đã đến Eridu. Ở Eridu, Alulim trở thành vua. Ông cai trị trong 28.800 năm. Tiếp đến là vua Alachia, cai trị trong 36.000 năm. Hai vị vua khác, mỗi người đã cai trị 64.800 năm. Trong năm thành phố, 8 vị vua trị vì trong 241.200 năm. Rồi lũ cuốn trôi tất cả. Danh sách các vị vua Sumer là gì? Trong số rất nhiều đồ tạo tác đáng kinh ngạc đã được phục hồi từ các địa điểm ở Iraq, nơi từng có các thành phố hưng thịnh của người Sumer, ít có tác phẩm nào hấp dẫn hơn danh sách các vị vua của người Sumer. Một bản thảo cổ ban đầu được ghi lại bằng tiếng Sumer, liệt kê các vị vua của Sumer, miền nam Iraq cổ đại, từ các triều đại Sumer và các triều đại lân cận. Thời gian trị vì được cho là của họ và vị trí của vương quyền chính thức. Điều làm cho đồ tạo tác này trở nên độc đáo là thực tế. Danh sách pha trộn các nhà cai trị tiền triều đại rõ ràng là thần thoại với các nhà cai trị lịch sử được biết là đã tồn tại. Mảnh đầu tiên của tác phẩm hiếm có và độc đáo này là một tấm hình nêm khoảng 4.000 năm tuổi. Được học giả người Mỹ Herman Hiprecht tìm thấy vào những năm đầu thế kỷ 19 tại khu vực cổ Nippur. Sau đó, ít nhất khoảng 18 mẫu tương tự đã được phát hiện. Trong số các hiện vật về danh sách các vị vua của người Sumer, tấm bia hình lăng trụ về triều đại Wellbrando tại bảo tàng Ashmolean ở Anh là phiên bản chi tiết và đầy đủ nhất. Tấm bia này cao hơn 20cm, gồm 4 mặt với 2 cột ở mỗi mặt. Nó liệt kê danh sách các vị vua trị vì trước thời đại Hồng Thủy cho đến triều đại Isin năm 1763 đến 1753 trước công nguyên. Nhưng làm thế nào có thể tồn tại 8 vị vua trị vì trên trái đất trong 241.000 năm? Các chuyên gia tin rằng câu trả lời rất đơn giản. Danh sách trên là sự kết hợp giữa các triều đại cai trị thời tiền sử và thần thoại. Những người đã cai trị các vương quốc lâu dài đến mức khó tin. Nói cách khác, các học giả muốn nói với chúng ta rằng một số điều được ghi trong danh sách các vị vua của người Sumer là đúng. Trong khi những điều khác, chẳng hạn như các triều đại lâu dài đến mức phi thường, thì không thể. Hơn nữa, danh sách các vị vua Sumer không chỉ cho chúng ta biết những vị vua này trị vì trên trái đất bao lâu, mà còn xác định rằng 8 vị vua này từ trời xuống. Sau đó họ cai trị trong một khoảng thời gian dài một cách đáng ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, bản thảo cũng giải thích làm thế nào 8 vị vua này gặp nhau trong trận đại hồng thủy đã cuốn trôi trái đất, và cho thấy chi tiết về những gì đã xảy ra sau trận đụt. Vì nó nói rõ ràng rằng những người cai trị khác từ trời xuống và những vị vua bí ẩn này một lần nữa trị vì con người. Nhưng danh sách các vị vua Sumer có phải là sự pha trộn giữa các vị vua có thật trong lịch sử và các nhân vật trong thần thoại? Hoặc có thể các học giả đã thần thánh hóa một số người cai trị vì đặc điểm kỳ dị của họ? Trong nhiều thập kỷ, người ta tin rằng câu chuyện chi tiết trong danh sách các vị vua Sumer, tức là các vị vua có tuổi thọ vô cùng dài và sự biến mất của họ trong trận lụt, với sự thay thế của họ với các vị vua mới đến từ bầu trời, chỉ đơn giản là một loạt câu chuyện thần thoại khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều tác giả và nhà nghiên cứu không đồng ý, cho rằng những điều đưa ra trong danh sách các vị vua của người Sumer hoàn toàn không phải là thần thoại, và chỉ ra thực tế là các học giả ngày nay phần nào nhận ra một số vị vua trong danh sách. Điều đáng nói là trong 8 vị vua được văn tự cổ, có một vị vua đã được chứng thực về mặt khảo cổ. Đó là vua Emperagrasidikis, người đã trị vì trái đất đến khoảng năm 2600 trước công nguyên. Một số học giả như ông Ward vào năm 2003 đã đưa ra một nghiên cứu khiến dư luận kinh ngạc về mối tương đồng giữa danh sách các vị vua của người Sumer trong sáng thế ký.
Ví dụ, trong Sáng Thế Ký ghi chép câu chuyện Đại Hồng Thủy, thì trong danh sách các vị vua của người Sumer cũng có ghi nhận một trận lụt cuốn trôi tất cả. Danh sách các vị vua của người Sumer kể ra 8 vị vua trị vì trong thời gian rất dài trước Đại Hồng Thủy. Điều này tương tự với Sáng Thế Ký 5 trong khoảng thời gian giữa Adam và Noan, cũng là 8 thế hệ. Các vị vua đã cai trị trong một khoảng thời gian rất dài. Các triều đại được đo bằng các đơn vị số của người Sumer, được gọi là Sar. Cứ 3.600 năm là một Sar, và Nir, cứ 600 năm là một Nir. Trong số 8 vị vua trước Đại Hồng Thủy, một vị vua ngắn nhất cũng trị vì 5 Sar và một Nir, tức là 18.600 năm. 8 vị vua trị vì trong khoảng thời gian tổng cộng 241.200 năm. Danh sách những vị vua của người Sumer cũng bao gồm tên của các vị vua cổ đại sau trận Đại Hồng Thủy. Một trong số đó đã được các thế hệ sau xác nhận là có thật. Điều này mang tính xác thực của danh sách những vị vua của người Sumer. Trong số các vị vua đó là Enmer Baragesi, vua của thành Bangkis của người Sumer vào khoảng năm 2800 năm trước công nguyên. Theo danh sách những vị vua của người Sumer, ông đã trị vì trong 900 năm. Các nhà khảo cổ đã phát hiện tên của ông được khắc trên các mảnh vỡ của một chiếc bình ở Nippur. Điều đó xác nhận rằng ông là một nhân vật có thật trong lịch sử. Ông cũng là vị vua Sumer có niên đại sớm nhất được biết đến. Một vị vua Sumer khác mà các nhà khảo cổ có thể xác nhận rằng từng tồn tại là Gilgamesh. Các nhà khảo cổ tin rằng ông trị vì khoảng 2.700 năm trước công nguyên đến khoảng 2.600 năm trước công nguyên. Ghi chép ở trong danh sách các vị vua của người Sumer cũng phù hợp với thông tin này. Trong danh sách các vị vua của người Sumer, vua Gilgamesh đã trị vì trong 126 năm. Các văn vật liên quan ghi lại rằng Gilgamesh là một vị vua nửa người nửa thần. Ông có 2/3 huyết thống của thần, có trí tuệ và sức mạnh của thần, nhưng không có tuổi thọ của thần. Mọi người sẽ thấy rằng các đế vương sau ông có thời gian trị vì càng ngày càng ngắn. Nguồn gốc của nền văn minh Sumer ở Lưỡng Hà ngày nay vẫn còn được tranh luận. Nhưng bằng chứng khảo cổ học cho thấy rằng họ đã thành lập khoảng một chục thành bang vào thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên. Những nơi này thường bao gồm một đô thị có tường bao quanh, được thống trị bởi một ziggurat, những ngôi đền giống như kim tự tháp, có liên quan đến tôn giáo của người Sumer. Những ngôi nhà được xây dựng từ những bó sậy hoặc gạch bùn trong đầm lầy, và các kênh thủy lợi phức tạp được đào để khai thác các vùng nước đầy phù sa của Tigris và Euphrates để làm nông nghiệp. Các thành bang lớn của người Sumer bao gồm Eridu, Ur, Nippur, Lagash và Kish. Nhưng một trong những thành phố lâu đời nhất và rộng lớn nhất là Uruk, một trung tâm thương mại thịnh vượng với 6 dặm tường thành phòng thủ và dân số từ 40.000 đến 80.000 người. Vào thời kỳ đỉnh cao vào khoảng 2.800 năm trước công nguyên, nó rất có thể là thành phố lớn nhất trên thế giới. Nói một cách đơn giản, người Sumer cổ đại đã có ảnh hưởng to lớn đến thế giới vì họ là lý do đằng sau nền văn minh đô thị đầu tiên trên thế giới. Bởi nền văn minh do người Sumer mang đến mà lưu vực Lưỡng Hà, nơi họ sinh sống, đã trở thành một trong 3 nơi khai sinh ra nền văn minh nhân loại ở châu Á. Lưu vực Lưỡng Hà là nơi có sông Tigris và Euphrates chảy qua và còn được gọi là Bình Nguyên Mesopotamia. Trung tâm của nền văn minh Lưỡng Hà có lẽ nằm ở khu vực Baghdad, thủ đô hiện tại của Iraq, được thành lập sau khi người Sumer đến đây khoảng 6.000 năm trước. Đến năm 3.500 trước công nguyên, người Sumer đã xây dựng hơn một chục thành bang, và những thành bang này có những vị thần bảo hộ của riêng mình. Còn quốc vương là bá chủ của thành bang và có thể liệt vào danh sách các vị vua của người Sumer. Người Sumer sống ở những nơi tương đối khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, rừng rậm khan hiếm, khoáng sản khan hiếm. Tuy nhiên, người Sumer không chỉ am hiểu địa chất học, biết cách lấy quặng và quá trình nấu chảy, mà còn chế tạo ra hợp kim đầu tiên trong lịch sử loài người, đồng thanh. Đáng ngạc nhiên là trong tác phẩm kinh điển của người Sumer cổ đại, chúng ta có thể tìm thấy các mẫu gần giống với các sơ đồ hành tinh hiện tại. Nó cho biết nhật thực toàn phần, nguyệt thực toàn phần, sao mộc, sao thổ, sao hỏa, vân vân, cũng như quỹ đạo vận hành của các vì sao. Lẽ nào thời đó họ đã phát minh ra thiết bị quan trắc hiện đại như ngày nay? Cần lưu ý rằng, tất cả những điều này đã được làm cách đây 5.000 đến 6.000 năm. Không những thế, những phát hiện khảo cổ còn cho thấy, người Sumer có nền toán học rất phát triển,
họ đã phát minh ra bảng cửu trương, bảng nghịch đảo, bảng bình phương và bảng lập phương, biết tỉ số pi và cũng giải được hệ phương trình. Họ đã phát minh ra hệ thập phân, hệ thập lục phân và hệ lục thập phân. Ví dụ, họ chia vòng tròn thành 360 độ và chia thời gian 1 giờ thành 60 phút và 1 phút là 60 giây. Người Sumer thậm chí còn biết tính toán diện tích của các hình có hình dạng khác thường và thể tích của một số hình nón. Điều này giống như trong khi các nền văn minh khác cùng thời kỳ vẫn đang học đếm bằng tay ở trình độ mẫu giáo, thì nền văn minh Sumer đã thực hiện các phép tính toán ở trình độ đại học, khoảng cách là quá lớn. Ngoài ra, người ta còn khai quật được một tấm bia đất sét của nền văn minh Sumer, được gọi là tài liệu y học, ghi lại rằng hãy để một người nằm xuống, rồi nhiều người cùng làm việc để loại bỏ bóng đen khỏi mắt anh ta và cho anh ta nhìn thấy ánh sáng trở lại. Nghe giống như phẫu thuật để loại bỏ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, trên một phiến đá còn ghi bệnh đã xâm nhập vào xương nên phải cạo và loại bỏ. Nó rất giống với phương pháp nạo xương trị vết thương được đề cập trong các sách cổ của Trung Quốc. Một số người còn nghĩ rằng người Sumer thời đó đã có thể mổ hộp sọ người. Nguyên nhân là do có một số hộp sọ người được khai quật ở khu vực Lưỡng Hà có dấu vết phẫu thuật rõ ràng và vết thương rất tinh vi, rõ ràng là do phẫu thuật. Một số trong số chúng có lỗ khoan hộp sọ và một số có dấu vết rõ ràng của việc cắt sọ. Nếu điều này là đúng thì có thể thấy trình độ y học của người Sumer lúc bấy giờ đã rất tiên tiến. Người Sumer, người da vàng, tóc đen. Có thể thấy rằng trong thời đại hồng hoang từ ngàn năm về trước, nền văn minh Sumer đã trói lọi như một vì sao. Vậy rốt cuộc người Sumer từ đâu đến? Người Sumer tự gọi mình là Sagiga, người tóc đen, và gọi nơi họ sinh sống là Kiengur, vùng đất quân chủ văn minh. Dữ liệu khảo cổ học hiện đại chứng minh rằng người Sumer thuộc chủng tộc người da vàng. Được biết, sau khi nhóm nghiên cứu Ba Lan kiểm tra 350 xác chết cổ đại, họ phát hiện ra rằng mtDNA ở những người Sumer này giống như người Tây Tạng trên dãy Himalaya thuộc tiểu lục địa Ấn Độ. Người Sumer mang loại DNA này đã tồn tại ở cao nguyên Tây Tạng từ thời kỳ đồ đá cũ. Vì vậy, đó phải là những người từ dãy Himalaya di cư đến Syria, chứ không phải ngược lại. Cuộc di cư này có thể đã xảy ra cách đây 4.500 năm, và cao nguyên Tây Tạng từ 20.000 năm trước đã có người sinh sống. Báo cáo xác định của các nhà nhân chủng học người Ba Lan đặc biệt đề cập rằng địa điểm lấy mẫu DNA của người Tây Tạng là ở vùng Ladakh ở Tây Bắc Ấn Độ. Người Tây Tạng ở đây rõ ràng là người da vàng. Tất nhiên, để làm bằng chứng so sánh DNA, các học giả từ lâu đã so sánh văn hóa Tây Tạng và văn hóa Sumer và phát hiện ra những điểm tương đồng giữa hai quốc gia này về ngôn ngữ và văn hóa. Giáo sư Jan Borg từ Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông của Đại học Warsaw đã chứng minh một cách chi tiết sự tương đồng giữa ngôn ngữ Sumer và ngôn ngữ Tạng, Miến trong cuốn Tiếng Sumer và Tiếng Tạng Miến được xuất bản vào năm 2001. Tuy nhiên, người đầu tiên thực hiện nghiên cứu so sánh này, hai người Nhật Bản có tên là Ryo Shirakawa và Chiro Shirakawa. Trong cuốn sách Lịch sử văn minh Trung Quốc xuất bản năm 1899, họ liệt kê những điểm tương đồng giữa văn hóa Trung Hoa và Sumer trong các lĩnh vực học thuật, chữ viết, chính trị, tín ngưỡng và truyền thuyết. Ví dụ, chữ tượng hình, người Trung Quốc đến ngày nay vẫn được sử dụng và người Sumer cũng sử dụng chữ tượng hình. Gạch nung, người Sumer không dồi dào vật liệu đá và giống như người Trung Quốc cổ đại, họ chỉ có thể sử dụng các vật liệu từ đất và gỗ để xây dựng. Loại gạch nung mà họ sử dụng ở Quan Trung vẫn được dùng cho đến ngày nay. Loại được ép bằng khuôn được gọi là hồ cơ, trình tường, được sử dụng chủ yếu để xây tường. Loại được làm bằng bùn và cỏ được gọi là nê phôi, chắp bùn, được sử dụng chủ yếu để làm mặt giường, dưới có lò sưởi. Lịch pháp, người Sumer sử dụng lịch âm, họ lấy chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng là một tháng. Một năm được chia thành 12 tháng, trong đó 6 tháng, mỗi tháng có 30 ngày, 6 tháng còn lại, mỗi tháng có 29 ngày, tổng cộng cả năm có 354 ngày. Như thế, để trái đất đi hết một vòng tròn quanh mặt trời mỗi năm thì còn thiếu 11 ngày. Vì vậy, họ đã tạo ra lịch pháp, thiết lập các năm nhuận. Điều này rất giống với lịch truyền húc của Trung Quốc. Người Sumer sử dụng cả hai hệ đếm thập phân và lục phân, tương tự như Trung Quốc. Thiên văn học,
người Sumer chia cung hoàng đạo thành 12 cung và Trung Quốc chia cung hoàng đạo thành 12 cung, về cơ bản là giống nhau. Thần thoại và truyền thuyết của Trung Quốc hầu hết trùng khớp với truyền thuyết văn minh của người Sumer, giống như những truyền thuyết cổ xưa về Nghiêu, Thuấn và Vũ. Giai thoại lịch sử giữa Lưỡng Hà Cung để lại những truyền thuyết về các thành bang của các vương triều cổ đại trước trận Hồng Thủy. Danh sách những vị vua của người Sumer nói rằng phương thức chuyển giao vương quyền giữa năm thành bang trước trận Đại Hồng Thủy là thành phố nào bị thần bỏ rơi thì vương quyền của thành phố đó sẽ được đưa đến một thành phố khác. Cách thức giành lấy vương quyền một cách hòa bình này cho thấy rằng giống như thời kỳ Nghiêu Thuấn Vũ lần lượt nhường ngôi cho nhau, cách lựa chọn lãnh đạo của liên minh các bộ lạc Sumer là ủng hộ có người thánh đức cảm phục dân chúng làm vua. Điều này phản ánh một loại truyền thừa văn minh. Nhà sử học nổi tiếng người Mỹ Stavrianos, sinh năm 1913, mất năm 2004, đã nói trong chuyên khảo của ông với tựa đề Thế giới đến năm 1500, lịch sử toàn cầu rằng người sáng lập vĩ đại sớm nhất của nền văn minh Lưỡng Hà là người Sumer, dường như không phải là một nhánh của người Ấn Âu, cũng không phải là một nhánh của người Semitic. Thật kỳ lạ, ngôn ngữ của họ tương tự như tiếng Trung Quốc. Điều này cho thấy nguồn gốc của người Sumer có thể là ở một nơi nào đó ở phương Đông. Giáo sư Đại học Oxford C.J. Ball đã cung cấp bằng chứng khảo cổ học so sánh về mặt văn tự. Năm 1913, ông đã xuất bản cuốn sách Người Trung Quốc và Người Sumer. Sau đó, ông còn viết một số bài viết khác chứng minh một cách chi tiết rằng ý nghĩa và cách phát âm của chữ giáp cốt của Trung Quốc cổ đại và chữ viết hình nêm của người Sumer rất giống nhau. Tổng kết lại, người Sumer và triều đại nhà Thương có những điểm giống nhau, đó là tóc đen, da vàng, thiết bị đều làm bằng đồng thanh, chữ tượng hình, ngôn ngữ tương tự, tin vào tiên tri, tường thành làm bằng đất và đá, nhà làm bằng đất và gỗ, hiểu biết chiêm tinh và đều có truyền thuyết về trận đại hồng thủy, phát minh ra cày và bánh xe từ rất sớm để bước vào nền văn minh nông nghiệp và tạo ra hệ thống thủy lợi. Như đã đề cập ở phần đầu chương trình rằng, từ những văn vật khai quật được ở Tam Tinh Đôi, người ta đã tìm thấy những hiện vật tương tự như nền văn minh Sumer. Ví dụ như lá vàng quấn quanh chiếc gậy vàng dài 0,2mm, tương đương với độ dày của một mảnh giấy in A4. Hơn nữa, còn được chạm khắc văn hoa tinh xảo. Loại tác phẩm nghệ thuật này chỉ có thể được thực hiện hóa với công nghệ khắc laser trong thời hiện đại. Vì vậy, nó vẫn còn là một bí ẩn cần được giải đáp. Không chỉ thế, các chuyên gia cho rằng chiếc mặt nạ bằng vàng được khai quật từ tàn tích của người Sumer không thể làm bằng thủ công được. Theo trình độ kỹ thuật hiện tại, nó chắc chắn được mạ điện. Nếu có quá trình mạ điện cách đây hơn 5.000 năm, điều đó chứng tỏ rằng người Sumer đã có công nghệ riêng để tạo ra điện và hòa tan vàng. Vì vậy, mặt nạ vàng này vẫn là một bí ẩn trong giới khảo cổ học. Thực sự có nhiều điểm tương đồng giữa văn hóa Sumer và văn hóa Trung Hoa, và có những mối liên hệ nội tại nhất định. Một số học giả tin rằng người Sumer là hậu duệ của chủng tộc người da vàng sống sót trên dãy núi Côn Luân trong trận lụt thời tiền sử vào thời cổ đại. Khi đó, lũ lụt là để tiêu diệt loài người đã băng hoại về mặt đạo đức. Chỉ những người trên núi và những người được thần linh cảnh báo mới có thể trốn thoát. Và nền văn minh phương Tây bị diệt vong từ đó. Nhưng may mắn thay, những người da vàng sống ở dãy núi Côn Luân đã làm chủ được công nghệ tiên tiến của nền văn minh phương Đông trong thời tiền sử. Thời kỳ đó cũng chính là thời kỳ hoàng đế. Trung Quốc thời đại đó là thần nhân đồng tại. Hậu duệ của chủng tộc người da vàng đã phát triển sang phương Tây, vượt qua cao nguyên Iran và định cư ở Iraq. Nhờ những điều chứa đựng trong văn hóa tiền sử tiên tiến mà nền văn minh Sumer đã sớm phát triển. Từ đó, văn hóa thần truyền cũng mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.